thiệu, cô là Hà Thị Thanh Tâm, giảng viên trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Cô rất vui được gặp lại các em trong chương trình hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 môn toán. Trong chuyên đề đầu tiên, cô đã hướng dẫn các em ôn tập một số bài toán về hàm hợp có liên quan đến tính đơn điệu của hàm số. Trong bài giảng hôm nay, cô sẽ tiếp tục ôn tập cho các em một chuyên đề cũng rất quan trọng trong các chuyên đề về hàm số. Đó chính là chuyên đề sự tương giao của các đồ thị. Trong mỗi đề thi trung học phổ thông quốc gia những năm gần đây và trong cả hai đề thi tham khảo kỳ thi trung học phổ thông năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thì luôn có khoảng từ 3 đến 4 câu hỏi về bài toán sự tương giao của các đồ thị hay là các bài toán tìm số nghiệm của phương trình mà từ đó các em có thể đưa về bài toán sự tương giao của các đồ thị hàm số. Xét bài toán cho biết hàm số y bằng fx có đồ thị C1 và hàm số y bằng gx có đồ thị là C2. Để tìm được số giao điểm của đồ thị C1 và C2 thì chúng ta thường giải phương trình hoành độ giao điểm đó là fx bằng gx. Khi đó số giao điểm của đồ thị C1 và C2 chính là số nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm này. Từ đây chúng ta sẽ có được hai bài toán cơ bản về sự tương giao các đồ thị. Bài toán số 1 đó là dựa trên việc giải phương trình hoành độ giao điểm, các em có thể tìm được số giao điểm cũng như tìm được tọa độ giao điểm của các đồ thị hàm số y bằng fx và y bằng gx. Bài toán số 2 đó là từ đồ thị hàm số y bằng fx hoặc là từ bảng biến thiên của hàm số y bằng fx, các em có thể tìm được số nghiệm của phương trình có chứa tham số ở dạng đó là fx bằng hm. Chúng ta sẽ cùng đi xét một số ví dụ về các cái bài toán sự tương giao của đồ thị hai hàm số trong trường hợp là một trong hai hàm số cho trước ở dạng là hàm số bậc 3 hoặc là hàm số bậc 4 dạng trùng phương hay là hàm số bậc nhất trên bậc nhất mà các em đã được học trong chương trình giải tích lớp 12. Ở ví dụ số 1, câu hỏi được đưa ra là tìm giao điểm của đồ thị hàm số y bằng x4 cộng 2x bình trừ 3 và trùng hoành. Và bài toán đưa ra cho chúng ta 4 đáp án A, B, C, D để các em có thể lựa chọn. Trong ví dụ số 1, các em lưu ý rằng phương trình của trục hoành hay là trục OX chính là y bằng 0. Do đó thì phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số y bằng x4 cộng 2x bình trừ 3 và trục hoành chính là x4 cộng 2x bình trừ 3 bằng 0. Giải phương trình bậc 4 ở dạng trục phương này, các em sẽ nhận được x bình bằng 1 và x bình bằng trừ 3. Thì x bình bằng trừ 3 chúng ta thấy trừ 3 nhỏ hơn 0 loại. Từ phương trình x bình bằng 1 thì các em sẽ nhận được các nghiệm là x bằng cộng trừ 1. Và sau đó chúng ta kết luận được rằng đồ thị hàm số y bằng x4 cộng 2x bình trừ 3 cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt có tọa độ lần lượt là âm 1,0 và 1,0. Đối chiếu với 4 phương án được đưa ra trong bài toán thì các em sẽ thấy được đáp án đúng trong ví dụ số 1 này chính là đáp án C. Ở ví dụ số 2, câu hỏi được đưa ra là tìm số giao điểm của parabol y bằng x bình phương và đồ thị hàm số y bằng x mũ 3 trừ 3x bình cộng 3. Đáp án A là 4, đáp án B là 1, đáp án C là 2 và đáp án D là 3. Trong bài toán này, các em chỉ cần sử dụng máy tính và giải phương trình hoành độ giao điểm x mũ 3 trừ 4x bình cộng 3 bằng 0 thì các em sẽ thấy được phương trình bậc 3 này có 3 nghiệm phân biệt và từ đó chúng ta có thể kết luận được số giao điểm của parabol P và đồ thị y bằng x mũ 3 trừ 3x bình cộng 3 đó là 3. Và đáp án đúng chính là đáp án D. Chuyển sang ví dụ số 3, gọi AB là giao điểm của đồ thị hàm số y bằng 2x cộng 4 trên x trừ 1 và được đường thẳng y bằng x cộng 1. Câu hỏi được đưa ra trong ví dụ số 3 đó là hoành độ trung điểm y của đoạn thẳng AB là đáp án A là 1, đáp án B là 2, đáp án C là 5/2 và đáp án D của chúng ta là trừ 5/2. Trong bài toán này, các em cũng đi xét phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số y bằng 2x cộng 4 trên x trừ 1 và đường thẳng x bằng cộng 1. Với điều kiện rằng x khác 1 thì phương trình hoành độ giao điểm sẽ tương đương với phương trình là x bình trừ 2x trừ 5 bằng 0.
Các em sẽ dễ thấy được phương trình bậc 2 x bình trừ 2x trừ 5 bằng 0 luôn có hai nghiệm phân biệt. Và như vậy trong trường hợp này thì xA và xB sẽ là các cái nghiệm của phương trình x bình trừ 2x trừ 5 bằng 0. Theo tính chất y là trung điểm của đoạn thẳng AB và theo định lý VS thì các em có thể tính được hoành độ của điểm y là xy bằng xA cộng xB trên 2 và chúng ta tính được bằng 1. Như vậy đáp án đúng trong ví dụ số 3 đó là đáp án A. Các ví dụ 1, ví dụ 2 và ví dụ 3 cô vừa đưa ra là các cái ví dụ đơn giản về các bài toán sự tương giao của các đồ thị hàm số khi mà các phương trình hoành độ giao điểm không chứa tham số và các em có thể dễ dàng giải được các phương trình hoành độ giao điểm này. Trong trường hợp mà khi mà xét phương trình hoành độ giao điểm mà của hàm số bậc nhất trên bậc nhất thì các em chú ý điều kiện xác định của phương trình hoành độ giao điểm. Trong ví dụ 4, cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập một bài toán về sự tương giao của các đồ thị khi mà phương trình hoành độ giao điểm có chứa tham số. Cụ thể, ví dụ 4, tìm các giá trị của m để đường thẳng y bằng mx cộng 1 cắt đồ thị hàm số bậc 3 đó là y bằng x mũ 3 trừ 3x cộng 1 tại 3 điểm phân biệt. Đáp án A là m lớn hơn âm 3, đáp án B là m lớn hơn 3, đáp án C m nhỏ hơn âm 3 và đáp án D là m nhỏ hơn 3. Khi xét phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số y bằng x mũ 3 trừ 3x cộng 1 và đường thẳng y bằng mx cộng 1, các em sẽ dễ dàng tìm được x bằng 0 và x bình phương bằng m cộng 3. Để đường thẳng y bằng mx cộng 1 cắt đồ thị hàm số bậc 3 y bằng x mũ 3 trừ 3x cộng 1 tại 3 điểm phân biệt thì phương trình hoành độ giao điểm phải có 3 nghiệm phân biệt. Điều này thì xảy ra khi và chỉ khi đó là m cộng 3 lớn hơn 0. Do đó chúng ta sẽ tìm được là m lớn hơn âm 3 và đáp án đúng được chọn trong ví dụ số 4 này đó là đáp án A. Chúng ta sẽ cùng đi xét ví dụ số 5. Tìm các giá trị của m để đường thẳng y bằng x cộng m cắt đồ thị hàm số y bằng 2x trừ 3 trừ x trừ 1 tại 2 điểm phân biệt. Có 4 đáp án A, B, C, D tương ứng với 4 cái khoảng điều kiện của m được chỉ ra trong bài toán này. Khi đi xét phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hai hàm số, các em chú ý điều kiện trong trường hợp này đó là x cắt 1. Với điều kiện x cắt 1 thì phương trình hoành độ giao điểm sẽ tương đương với phương trình gx bằng x bình cộng m trừ 3 nhân x trừ m cộng 3 bằng 0. Để cho đường thẳng y bằng x cộng m cắt đồ thị hàm số y bằng 2x trừ 3 trên x trừ 1 tại 2 điểm phân biệt thì yêu cầu phương trình gx bằng 0 phải có hai nghiệm phân biệt khác 1. Điều này có nghĩa là delta của phương trình g phải lớn 0 và g tại 1 thì phải khác 0. Các em sẽ tính delta của phương trình g bằng m bình trừ 2m trừ 3 và tính giá trị g tại 1 thì bằng 1. Giải các hệ điều kiện thì các em sẽ tìm được các giá trị của m đó là m nhỏ âm 1 hoặc là m lớn hơn 3. Đáp án đúng trong ví dụ số 5 này đó là đáp án A, m nhỏ âm 1 hoặc là m lớn 3. Ngoài cái cách giải này ra, các em còn có thể giải ví dụ 5 bằng cách số 2. Đó là từ phương trình hoành độ giao điểm, các em có thể chuyển phương trình hoành độ giao điểm về phương trình ở dạng đó là 2x 3 trên x 1 trừ x bằng m. Và từ đây, các em có thể đưa phương trình đã cho về dạng là phương trình gx bằng m với gx của chúng ta sẽ bằng trừ x bình cộng 3x trừ 3 trên x trừ 1. Yêu cầu của bài toán lúc này trở về bài toán đó là tìm giá trị của m để cho đồ thị hàm số y bằng gx cắt đường thẳng y bằng m tại hai điểm phân biệt. Khi xét bài toán này thì các em sẽ thấy được điều kiện xác định của hàm số gx là x cắt 1. Do vậy, tập xác định của hàm số là d bằng r trừ 1. Tính đạo hàm của hàm số gx dựa trên công thức đạo hàm của u trên v thì các em sẽ tính được g'x bằng trừ x bình cộng 2x trên x trừ 1 tất cả bình phương.
dễ dàng giải được phương trình g phải x bằng 0, các em sẽ nhận được hai nghiệm, đó là x bằng 0 và x bằng 2. Khi đi lập bảng biến thiên của đồ thị hàm số y bằng gx, thì các em sẽ chú ý rằng hàm số g phải x và gx đều không xác định tại điểm x bằng 1, và khi đó thì các em sẽ có được bảng biến thiên như sau. Dựa trên bảng biến thiên, các em sẽ thấy được với giá trị m lớn hơn 3 hoặc là m nhỏ hơn âm 1 thì đồ thị hàm số gx sẽ cắt đường thẳng y bằng m tại hai điểm phân biệt, và các em sẽ chọn được đáp án đúng của bài toán này giống như cái cách số 1, đó là với m nhỏ hơn âm 1 hoặc là m lớn hơn 3 thì đường thẳng y bằng x cộng m cắt đồ thị hàm số y bằng 2x trừ 3 trên x trừ 1 tại hai điểm phân biệt. Như vậy, ở ví dụ số 5, cô đã hướng dẫn các em giải bài toán theo hai cách. Cách số 1 là chúng ta giải trực tiếp phương trình hoành độ giao điểm để tìm được giá trị của m thỏa mãn yêu cầu bài toán. Cách số 2 vẫn dựa trên phương trình hoành độ giao điểm, nhưng chúng ta đã chuyển bài toán này về bài toán dạng số 2, đó là dựa trên bảng biến thiên của hàm số gx, các em có thể chỉ ra được số nghiệm của phương trình gx bằng m và từ đó kết luận được giá trị của m thỏa mãn yêu cầu của bài toán được đưa ra. Trong các ví dụ tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập lớp các cái bài toán thuộc dạng bài toán số 2. Ví dụ số 6, cho đồ thị hàm số bậc 4 y bằng fx có đồ thị như hình vẽ. Yêu cầu ở trong ví dụ số 6 đó là tìm giá trị của m để cho phương trình fx trừ 1 bằng m có đúng hai nghiệm phân biệt. Có 4 phương án A, B, C, D về 4 cái điều kiện giá trị của m được đưa ra trong ví dụ số 6. Từ giả thiết của bài toán đó là fx trừ 1 bằng m, các em có thể thấy được fx bằng m cộng 1. Như vậy thì số nghiệm của phương trình fx trừ 1 bằng m chính là số giao điểm của đồ thị hàm số y bằng fx và đường thẳng y bằng m cộng 1. Quan sát trên đồ thị hàm số, các em sẽ thấy được đường thẳng y bằng m cộng 1 song song với trục hoành và cắt trục tung tại điểm có tọa độ là 0, m cộng 1. Đồng thời, đường thẳng y bằng m cộng 1 này sẽ cắt đồ thị hàm số y bằng fx tại hai điểm phân biệt trong trường hợp đó là m cộng 1 bằng âm 1 hoặc là m cộng 1 lớn hơn 0. Và như vậy thì phương trình fx bằng m cộng 1 sẽ có hai nghiệm phân biệt khi m cộng 1 bằng âm 1 hoặc là m cộng 1 lớn hơn 0. Từ đó các em sẽ tìm được m bằng âm 2 hoặc là m lớn hơn âm 1. Và như vậy trong ví dụ số 6 các em sẽ tìm được đáp án đúng của bài toán này chính là đáp án B. Ví dụ số 7 là câu hỏi số 23 trong đề thi tham khảo kỳ thi Trung học phổ thông năm 2020 lần 1 do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành tháng 4 vừa qua. Câu hỏi được đưa ra trong bài toán ở ví dụ số 7 là số nghiệm thực của phương trình 3 nhân fx trừ 2 bằng 0 là đáp án A là 0, đáp án B là 1, đáp án C là 2 và đáp án D là 3. Khi mà bài toán cho biết bảng biến thiên của hàm số y bằng fx như sau. Trong bài toán này thì các em sẽ thấy được từ phương trình 3 nhân fx trừ 2 bằng 0, các em suy ra được là fx phải bằng 2/3. Khi đó thì số nghiệm của phương trình 3 nhân fx trừ 2 bằng 0 chính là số giao điểm của đồ thị hàm số y bằng fx và đường thẳng y bằng 2/3. Quan sát trên bảng biến thiên, các em có thể thấy được đường thẳng y bằng 2/3 sẽ cắt đồ thị hàm số y bằng fx tại 3 điểm phân biệt. Và như vậy thì chúng ta kết luận được số nghiệm của phương trình 3 nhân fx trừ 2 bằng 0 là 3. Và đáp án đúng trong bài toán này đó là đáp án D. Ví dụ số 8 là câu hỏi số 45 trong đề thi tham khảo kỳ thi Trung học phổ thông năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở lần đầu tiên. Cho hàm số fx có bảng biến thiên như sau. Số nghiệm thực thuộc đoạn từ trừ pi đến 2pi của phương trình 2 nhân f sin x cộng 3 bằng 0 là đáp án A là 4,
Đáp án B là 6, đáp án C là 3 và đáp án D chúng ta là 8. Tương tự như các ví dụ 6 và ví dụ 7, các em sẽ thấy được từ phương trình là 2x sin x cộng 3 bằng 0. Các em có thể tìm được f của sin x bằng âm 3 phần 2 bằng cách đặt t bằng sin x. Khi đó các em sẽ có được phương trình là ft bằng trừ 3 phần 2. Và số nghiệm t của phương trình ft bằng trừ 3 phần 2 sẽ chính là số giao điểm của đồ thị hàm số y bằng ft và đường thẳng y bằng âm 3 phần 2. Quan sát trên bảng biến thiên, các em sẽ thấy được đường thẳng y bằng âm 3 phần 2 sẽ cắt đồ thị hàm số y bằng ft tại 4 điểm phân biệt. Và do đó thì phương trình ft bằng âm 3 phần 2 sẽ có 4 nghiệm phân biệt là các nghiệm là t bằng sin x bằng t1 thuộc khoảng từ âm vô cùng đến âm 1. Nghiệm thứ hai là t bằng sin x bằng t2 thuộc khoảng từ âm 1 đến 0. Nghiệm thứ ba đó là t bằng sin x bằng t3 thuộc khoảng từ 0 đến 1. Và nghiệm thứ tư là t bằng sin x bằng t4 thuộc khoảng từ 1 đến dương vô cùng. Các em chú ý rằng vì sin x luôn lớn bằng âm 1 và nhỏ hơn bằng 1. Do vậy, phương trình sin x bằng t1 và sin x bằng t4 với t1 nhỏ hơn âm 1 và t4 lớn hơn 1 là các cái phương trình vô nghiệm. Quan sát trên đồ thị hàm số thì các em sẽ thấy được số nghiệm của phương trình 2 chính là số giao điểm của đồ thị hàm số y bằng sin x và đường thẳng y bằng t với t thuộc khoảng từ âm 1 đến 0. Và số nghiệm của phương trình 3 chính là số giao điểm của đồ thị hàm số y bằng sin x với đường thẳng y bằng t trong trường hợp là t thuộc khoảng từ 0 đến 1. Tuy nhiên là các em lưu ý, trong bài toán này chúng ta chỉ xét x thuộc đoạn từ trừ pi đến 2pi. Và quan sát chúng ta sẽ thấy được số nghiệm của phương trình 2 đó là 4 nghiệm và số nghiệm của phương trình 3 chính là 2 nghiệm phân biệt. Như vậy thì phương trình ban đầu là 2 nhân f sin x cộng 3 bằng 0 sẽ có 6 nghiệm phân biệt. Và chúng ta chỉ ra được đáp án đúng trong ví dụ số 8, đó chính là đáp án B. Số nghiệm thuộc đoạn từ trừ pi đến 2pi của phương trình 2 nhân f sin x cộng 3 bằng 0 là 6. Các em thân mến, như vậy trong bài giảng hôm nay cô đã hướng dẫn các em ôn tập hai bài toán cơ bản về sự tương giao của các đồ thị hàm số. Bên cạnh hai bài toán này, các em cũng cần ôn tập thêm bài toán xét sự tương giao của đồ thị hàm số bậc 3 với trục hoành trong trường hợp hàm số bậc 3 có chứa tham số. Khi mà chúng ta không nhập được nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm, cũng như chúng ta không thể cô lập được giá trị của m để đưa phương trình hoành độ giao điểm về phương trình có dạng là fx bằng hm, khi đó các em có thể sử dụng tính chất của điểm cực trị để chỉ ra điều kiện khi nào thì đồ thị hàm số bậc 3 cắt trục hoành tại một điểm, hai điểm hay là ba điểm. Để nhận được hướng dẫn và lời giải các bài toán, mời các em truy cập các trang web và phần mềm sau. Chúc các em ôn tập tốt. Hẹn gặp lại các em trong các chuyên đề sau. Chào các em.